You back later? Huh? Come in, huh? Oh! 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 Oh, anh nào biết nói chuyện luôn này. Biết nói chuyện. À, hay quá nhỉ. Hello everyone. Đây bố với Bibi sẽ đi ra cánh đồng. Bibi có như vừa mới có hành trình camping thì hôm nay sẽ không lèo mà sẽ đi camping bằng ô tô. Đường đây nó không được rộng lắm. Hơi mệt, rất nhiều cỏ cây. Đây, là cánh đồng cho Bibi trải nghiệm ngoài cánh đồng. Hiện tại thì mùa này đang ngó mùa ngô. Đây, rất nhiều người nông dân đang chuẩn bị thu hoạch ngô. Thể nhìn những cánh đồng ngô bát ngát rất là nhiều. Đẹp quá Bi, cảnh đẹp quá. Để thật sống này ta xin chép quà ông đã vui thú nhé. Đẹp hơn à? Đấy, đấy. À, mình đi kiếm chỗ nào để mình đi mua ngô đi. Thank you.
đây. Anh cô Ngô bán nhá. Cô đấy. Đến vừa ăn được rồi. Ừ. Em mua nhiều ít. Em mua mấy bắp em luộc rồi làm ăn em đây luôn đó. Đây vô ăn mấy bắp thì vô đập mà tự hải thôi. Đi. Anh Ngô ăn nhá. Đến anh Ngô nhá. Đi lên anh Ngô đi. Thế cho anh bông hải đi. Thích bông hải bông đấy. Rồi cho đi mà đi bán nó hải. Em mua mấy bắp nhá. Bắp này thì mấy bao nhiêu anh? Bao nhiêu bắp? Thế thì rẻ mà. Thế thì nhà nông ăn được mấy tiền đúng không? Đi vào trong này ngon hơn này. Đi, đi, đi vào trong này, đi vào trong này ngon hơn. Đi tư đó, đi đi. Đây đây bắp to này. Cái này ăn được cái này. Cái này ăn được rồi, cái này ngon rồi. Ui đi, gầy. Ui, đi bè lấy đó. Hả? Ở đây nữa. Ui giời. Ăn bắp này nữa à? Đây đây con, bắp này nữa. Đúng rồi, bắp luôn. Ồ. Oh. 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 Hay quá nhỉ. Bên này con mấy bắp lên đi này. Cái hải của cái gì hai bố con đang ăn thử đấy nhỉ. Bắp này ngon. Hả? Hả theo. Em gửi tiền, em lấy ba bắp. Ba bắp 20.000. Gửi tiền nhá. Ok. Đây, cảm ơn nhá. Cảm ơn bạn nhá. Bye bye nhá. Dạ. À, bắt tay nhá. Bắt tay nhá nào, bắt tay nhá nào. Bắt tay nhá. Yêu quá kìa. Đấy, sang bye bye nhá. Bye bye. Bye bye anh. Bye bye cái nào. Yêu lắm thôi. Bắt tay cái, bắt tay cái. Xinh quá nhỉ, con hình này xinh quá nhỉ. Bạn này xinh quá nhỉ. Bạn này hơn 1-5 tuổi đấy. À, yếu lắm rồi. À nào, ôm cái. À, nào biết là chuyện luôn này. Đấy là chuyện. À, cay quá nhỉ. Ngoan. À, đấy nhỉ. Đấy. Ai chả. Đói lên, chân đói. Đói lên. Anh nhá, hôm sau lại gửi mua bao ngô tiếp nhá. Nè, để mình luộc nhá. Luộc ngô ăn nhá. Hãy chơi nhá. Hai bố con về nhá. Ăn được ăn nhá. Mà ngồi xuống đấy, để ngồi xuống đấy. Rồi, mang xuống đây nào.
Đó, mày bán đấy. Đó, bán. Đi lên lên tiếp đi. Rồi đấy. Bán lên mày. Đây, bán. Được 2 bắp thôi nhỉ. Chơi đi, chơi đi. Hoa đẹp không? Bi. Hoa đẹp không? Đi thang đến, thang đi vào hàng này rồi. Rồi đó, rồi chưa? Rồi chưa? Rồi chưa? Rồi đấy không? Đây, xem môi chỉnh nhé. Sôi này, tập rồi. Ngô mà cần ngô làm gì? Đấy. Đấy, mình đi về xem ngô chín nhá, dạ. Đi đâu đi?
đói nè, đi đói nè, đói nè. Đây nè. Đi lại là cho ba đứa đùa đấy. Hôm nay là đi không mang theo đĩa với thìa cho nên là để lại chân nguội. Đấy, thân dạ thôi. Đây, ngô này này ăn rất là ngon rồi. Còn đây là cái nước ngô này. Rửa tay nhá. Hiểu. Nó hôm nay Bibi thích ăn ngô để bắt rửa tay nhá. Tay này nó, tay này. Đấy. Đấy, ướt. Chị bái nhá. Mình đi sạch nhá, nghe chưa? Ai. Đây con mình ngồi đây. Ai. Con đông rất là đơn giản luôn. Thấy đấy, nóng, đang nóng, ba mẹ. Nóng đi nhá. Nóng quá, nóng. Nó ăn này khỏe rất là ngon. Para.
đâu. No, no.